Xin chào các bạn. Hôm nay mình Mai Quy sẽ giới thiệu một cái chất liệu trồng lan rất là quen thuộc đối với những bạn trồng lan mà đã lâu năm rồi. Còn những bạn mà mới chơi lan thì có thể không biết, đó là giấn cộng. Giấn cộng đó là một cây ở trong rừng được người ta khai thác. Những cái cộng này từ những cái thân giấn gỗ, tức là thân bự to đó, người ta cắt xẻ ra. Và những cái thành phần này là thành phần dư để chúng ta trồng cây. Thì cái đây là cái giớn tự nhiên trong rừng, rất là lành tính, dễ trồng, kháng khuẩn tốt, nên được người chơi lan ưa chuộng. Thì cái cây giớn cộng này thì nó đã có từ thời trồng lan, mà cụ thể là có thể là mười mấy hai chục năm nay là đã được sử dụng, nhất là những nghệ nhân trồng cá lai da là hay trồng cái giớn cộng này. Nhưng cái giớn cộng này chúng ta phải biết cách trồng thì nó mới hiệu quả. Thì Mai Quy xin chia sẻ những cái kinh nghiệm giớn trồng này để chúng ta có thể nắm được cái phần kỹ thuật mà trồng giớn cho nó đúng trong phạm vi mà Mai Quy biết. Tất nhiên là còn nhiều cách nữa mà những nghệ nhân có thể nhiều lúc họ không chỉ chúng ta những cách mà họ sử dụng rất là hiệu quả. Mai Quy phát hiện là có nhiều cách mà họ trồng lan mà nhiều khi vô tình họ chia sẻ chúng ta mới biết được, chứ nhiều khi nó rất là bá đạo các bạn. Để Mai Quy nói một số cái các bạn nghe ha. Thì thứ nhất là giớn này chúng ta đem về thì nó có bụi và tạp chất, thì chúng ta phải ngâm, tốt nhất là ngâm với Bacuna với liều là 5cc 1 lít nước. Và đặc biệt là khi ngâm Bacuna xong chúng ta vẫn ngâm tiếp tục nữa, ngâm có thể nói là 5 ngày một tuần cũng được, để cho chúng ta phát hiện nè, chúng ta chú ý nè, trong cái giớn này nó những cái cọng màu đen bóng đó, là những cọng đó là chúng ta trồng lan là rất là tuyệt vời. Nhưng những cọng mà nó còn màu nâu đó, nó còn cái lớp lông đó, nhất là cái giớn miếng các bạn thấy sẽ nó còn màu nâu rất là rõ ràng, thì chúng ta vẫn phải ngâm để nó lòi cái màu đen là tốt nhất. Tại vì cái lông này là nó thực sự là trồng lan nó không được tốt, nó ra được cái cọng màu đen bóng là tuyệt vời. Đó là một cái các bạn chú ý. Đây chúng ta thấy là có nhiều cái màu nâu nè, nhất là những cái miếng mà nó còn là chúng ta thấy màu nâu nó rất là nhiều. Còn cái màu đen, cái giớn miếng là phải cực kỳ chú ý điều này, chúng ta phải ngâm hoặc là xịt cho nó hết cái màu nâu đi thì nó mới trồng màu đen. Còn giớn cộng là do nó được ma sát rồi nên nó cái tỷ lệ màu nâu nó không còn nhiều nữa, nên nhưng vẫn còn chúng ta cố gắng ngâm hoặc là xịt cho nó hết đi cái màu nâu. Cái thứ hai nữa là những cọng to như vậy chúng ta rất là khó trồng các bạn, trồng nó cồng kềnh và nó không có đúng, thì chúng ta phải bóp cho nó gãy đi, bẻ gãy đi, thậm chí trồng kỹ có người ngồi là phải bẻ từng cọng một. Thì cái chiều đẹp nhất của nó là khoảng tầm gần một phân như vậy, thậm chí chúng ta có thể bẻ đôi gì nhỏ gì cũng được nữa. Đó. Một số bạn trồng lan hồi xưa kỹ lắm, bẻ nhỏ đi, bóp nhỏ đi từng cọng từng một rất là cực, nhưng mà lúc đó trồng lan nó sẽ rất là hiệu quả các bạn. Thì chúng ta có thể trộn cái cọng này nè, đó chúng ta trộn với bột dừa để nó thông thoáng cái bột dừa đi, trồng rất là tốt. Nói chung là cái cọng bự này là không nên nhé. Chúng ta xem những cái chậu lan, những nghệ nhân mà trồng lan lâu và trồng cát không bao giờ có những cái cọng to gì hết, trừ khi là những cọng to này nằm ở dưới đáy cùng thôi, để cho nó thoát nước đó. Thí dụ như chúng ta bỏ như vậy nè, dưới đáy chậu như vậy nè, thì nó sẽ thoát nước rất là tốt các bạn, cực kỳ tốt luôn, thoát nước rất là nhanh. Ở trên đây chúng ta có thể trồng giống cọng nhỏ xưa dừa bột, những cái chất trồng mà giữ nước thì nó sẽ xuống là nó thoát liền. Nhưng còn ở trên chúng ta phải trồng những cọng nhỏ chứ không được trồng những cọng bự. Mai Quy sẽ cố gắng tìm một cái loại giớn mà nó là cọng nhỏ để chúng ta có thể dễ dàng về trồng luôn. Chúng ta về chỉ cần sàng cái bột nó ra thôi, những cái dụng mà nát thôi, giữ lại những cái cọng mà cỡ nhỏ vậy nè. Đấy, thì chúng ta trồng. Hồi xưa thì nó có những cái cây giớn kim nhỏ hơn cây này, như là cái kim vậy đó, nhỏ cọng nó nhỏ sẵn vậy luôn nè, rồi giờ không thấy nữa đó, cọng như vậy là đẹp. Thì chúng ta cái giớn vậy thì chúng ta trồng sẽ đúng hơn. Thì trồng giớn được có cái lợi là chúng ta trồng nó sẽ không có bị nấm mốc vi khuẩn,
nó kháng khuẩn tốt các bạn. Thì sau này người ta trồng giỏ thông nhiều, nhưng mà giỏ thông thì chúng ta phải xử lý. Mua loại giỏ thông nước ngoài á thì nó mới không có bị cái nhựa thông chát làm cho hư rễ lan. Còn cái giớn này thì chúng ta phải nhớ là ngâm nước thật lâu để nó hết cái lớp màu nâu đi, còn màu đen, và chúng ta trồng cái cọng nó nhỏ nhỏ thôi. Đó. Nhỏ xíu thôi. Chúng ta phải lọc ra. Thì hiện tại chất liệu giỏ chất liệu giớn cọng loại cọng nhỏ 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 như vậy thì tại đang bán bằng ký, số lượng ký. Các bạn có thể dễ dàng mua tại trang web kho-nông-nghiệp.com theo mã số MyWee đăng, và chúng ta có thể comment hay đặt hàng lại đây hoặc là gọi điện công ty mình để tạo đơn hàng. Thì cái giớn cộng nhiều lúc thỉnh thoảng nó cũng hết hàng, nên nếu lúc nào hết hàng thì mong các bạn thông cảm ha, vì cái giớn cộng này là loại khai thác ở trong rừng, nhiều lúc cũng không có hàng để bán. Cảm ơn các bạn đã xem video MyWee làm. Xin cảm ơn và xin chào các bạn. MyWee cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty MyWee mình, và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.